Xin chào quý khách hàng, hôm nay Cellotest xin hướng dẫn cách lắp giấy tem ribbon mực cho máy in mã vạch Zebra GT800. Đây là chiếc máy đã lấy ra ngoài vỏ hộp. Máy gồm có hai cái trục. Hai trục nhựa này chúng ta đã dùng để gắn ribbon mực. Đây là cuộn giấy tem. Và đây là cuộn ribbon mực. Việc đầu tiên chúng ta mở nắp máy lên bằng cách kéo hai gờ màu xanh này về phía trước và mở máy lên. Chúng ta lấy cuộn giấy và để vào vị trí này bằng cách kéo ra để vào khớp để mặt giấy tem xuống hai gờ cánh lề này. Và bước kế tiếp, chúng ta lắp ribbon mực. Đây là cuộn ribbon mực. Chúng ta dùng lõi nhựa để mấy chiều này qua. Chúng ta lắp ở dưới này bằng cách đẩy ở phía tay phải. Chúng ta xoay. Băng nó vào khớp. Còn lõi không này chúng ta dùng lõi nhựa. Lấy chiếc này vào. Và lắp ở trên. Chúng ta dùng một miếng giấy tem. Cố định mặt dây băng vào cái lõi không trên này. Ở trên này thì có một bánh xe. Chúng ta lăn, vuốt nhẹ cho mặt để băng nó thẳng trước. Việc lắp ruy băng và giấy để hoàn tất, chúng ta đóng mắt lại. Chúng ta mở nguồn máy. Mở nguồn điện. Lúc này chúng ta để cho máy in khởi động. Khi nào máy bắn đèn xanh thì đã quá trình khởi động đã hoàn tất. Chúng ta nhấn nút trên này để kiểm tra quá trình lắp giấy tem đúng hay không. Mỗi lần nhấn nút trên này thì tem ra một hàng là đúng. Và nếu mà nhấn vào mà tem không ra đúng thì chúng ta có thể nhấn giữ nút. Chờ chớp chớp liên tục lần thứ hai chúng ta buông tay ra để máy tự động nhận lại cái quy cách tem. Chúng ta có thể nhấn giữ rồi nhấn một lần để kiểm tra. Đó. Việc lắp giấy tem và ribbon mực cho máy in để hoàn tất. Cảm ơn quý khách hàng đã xem video clip.